Hiếu. Anh Kim tim em mà anh trà sữa. Anh Kim trà sữa nè. Là chờ nhân lý do gì? Không biết nữa. Tự nhiên Kim nhắn tin cho em nói là mời anh Hiếu nữa, mời anh Hiếu. À chắc là cho bữa cô hái cho lên sóng. Mày thì tiếng Anh vậy? Mày định xin áo này đúng mày. Mày tôi chối đầu. Kêu em mới nổi. Kêu em mới nhú. Kêu em mới nhú. Yêu cũ tôi nha mấy bà. Yêu cũ tôi nha mấy bà. Lâu lâu người yêu cũ mời cho nên mình uống món gì mắc nhất mọi người. Chà ô long dâu kem vị tình yêu. Khi uống cái nước này xong yêu lại chim con ta. Khi uống cái nước này xong yêu lại chim con ta. Hồi hộp quá. Hồi hộp quá. Người yêu cũ anh ngồi thì nhưng mà bỏ rồi giờ tiếp này cái sao này cũng lấy giờ thêm chồng ba trong một công ty mà tới ba thằng chồng thứ nào chịu nấu rồi mà anh gọi trà sữa vậy anh uống thôi chứ coi đâu có gì đâu. Ủa anh tất cả là bao nhiêu ly em nhớ đàm nói mời hà mời gì chúng mình nói lại tình xưa đi đâu nói vậy đi xin miếng anh lăng nhăng lắm rồi sao nói lại được không bây giờ anh bỏ ba gia bảo anh bỏ bên giờ giờ anh nghĩ em thôi bất ngờ im đi, bữa nay không có nó. Hôm nay không có nó đúng không? Không có nó để tôi dụ cái. Bữa nay hai chồng tao bị nè. Bữa nay tôi dụ cái. Không, em lại cho Vinh liền. Ê, mọi người còn theo em. Quay video lại cho báo cho Vinh đi. Cơn anh là sao tại mọi người cứ vô khen em đẹp trai không nhỉ? Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Em quen rồi. Đúng không? Đúng không? Em lại gì ta? Người yêu cũ tôi đó mọi người vào đó. Ba gia bảo dụ. Bỏ người yêu cũ quay vào ba gia bảo dụ hối hận quá. Chắc là bây giờ thấy mối mới à? Nó là gì? Nhiều mối. Giờ anh giờ kiếm thêm. Suy nghĩ là để quay lại. Mai không đúng không? Không không muốn rơi vào tình trạng là tin lời thề. Kim, con tụi nó order cái ly của anh nó nhạt nhòa giống như tình cảm em dành cho anh vậy đó. Con này cái ly không mùi không vị. Giống như ly trà đá vậy đó. Anh kêu là tụi mày order cho tao gì? Tự order xong nó order cái ly như trà đá vậy trời. Quá nhạt nhòa như tình cảm luôn. Khiêm dành cho cũ rồi mà, người yêu cũ rồi mà. Đúng là rồi người yêu cũ luôn á. Buồn. Uống thử mấy coi. Ê, ngon ngon. Vẫn ngon như ngày đầu mới yêu nha mọi người.